Thank you.
Ui dồi, tôi cũng chịu quá. Nó có rõ nét mà bị che. Ông tiền từ đây khi tôi tặng. Có bên này. Cân bạn ạ.
Thế nhỉ?
Thắng này. 3-1 tỏa lận, lịch sử của tòa là lại. Ủa, không giúp người hay đi. Thắng Minh ơi, cho tôi mọi người mày quay, quay cái bảng này mà. Để quay trên tôi được. Năm nó thấy luôn đấy. Buồn chết thì người thấy kinh quá nhỉ, thằng này bên thể đéo phê thì là chết rồi, thế nên đi phê buồn quên kèm á. Gần năm ngoái ạ.
Rồi. Em chịu không?
này thì khoai lắm. Good.
Xin lỗi nhé. Thật sự tao không cố ý đâu. Mãi luôn đứng chém vào đó. Đấy, đấy, đấy. Là biết mình đôi này giải quyết được 1 và 2 rồi. Ừ. Hiền ơi. Yeah. Ôi xời. Điều cơ, vãi cả điều cơ. Anh ạ, à, ai làm gì vậy mà ôi nhầm má rồi Thắm ơi, người ta má bên này mà cầm bị thua đây, ôi các bạn ơi. Yeah.
làm gì đã đến Hà Minh đã đến cơ đấy đúng không? Mấy nhà mình làm đến 42 rồi. 32. 32 à? 12 đều à? Ờ 12 đều. Bạn này là bao nhiêu? Cùng bạn bạn bao nhiêu? 3 đều. 3 đều à? Thì nữa nhờ. Cố gắng tất cả cùng hai nhá. Thế nhá. Đáp này để hỏi. Đang đánh thì vợ gọi nhưng mà hết tập trung nhở? Hết tập trung. Mặt trước bạn thắng à? Thắng nhưng mà bạn không thấy tôi quyết tám à? Liệu nếu mà tôi quyết tám ổn con đấy thì bạn còn được cơ hội thì đấy không? Con đấy là cho thằng Tuấn Minh như đánh con chết con tám. Tuấn Minh đánh người nét đấy. Ok bạn ơi. Thank you.
người Vũ ơi. Một
cơ nó rất dài mà nên là đi vào toàn là đang thua hiền à. Ui là ơi nhá, đã thương anh. Ok mà thế bê chấm điểm cho em luôn. Người chó toàn cười nhiều quá. Xuất thăng tê. Anh Xuân này anh ta dành cho là Minh. Nào, để đánh có gì rồi ba ơi. Của thật đẹp ngay nó đẹp không thế. Phi cái ván này thật đấy. Chín hai, hai con này trả được con gì luôn? Có luôn.
chạm vẫn chạm. Rồi cả hai bạn đều thất bại. Vũ đang dẫn sáu năm. Quỳnh tôi chưa thất bại. Tiền thắng lúc nào ấy. Bản thân này là mình nó cứ sao được bản thân của bản thân rồi. Biết ngay mà. Nó còn ra tận đường này không ạ? Thank you.
này lại dành cho Hà Minh. Trời ơi. Nhìn nó đang trượt tuổi. Nó cứ hơi lắc lắc cười như lắc một tí nhỉ. Nhưng mà những cái này có độ nét không? Cũng không phải lệch quá đâu. Mém mém. Điển là cố gắng cao mua lắm. Điển nếu mày đi chạy giải gì vậy? Gì thế? Ôi! Nhưng mà vẫn rất khó. Chỉ ở trong cân.
như một thằng tóc như cân một ra. Nhưng mà tính sớm quá. Bí ông còn đang được chín mà nó chín xong xong xòe ra đây. Ừ. Làm gì ra, xin khổ lắm. Toàn một nhiều bi mà. Các bạn đánh cái hàng lên hai học cái xa. Nó tính được chứ ông thôi. Tôi không về rồi. Cháu nghe tưởng cũng là về rồi.
Bởi vì con bài bản trước 8 thì nó bụng nó nghỉ 2 phút rồi đúng không? Thôi, trả lời trước đi. Đẩy quá nhờ. Mình lên tuần ơi. Chỉ chậm 15 thì đánh con gì? 15 đứng cái rồi. Không đứng được. Đánh tốt. Đánh nhẹ nhàng thôi. Đánh cái kia phải làm chạy. Bị tao một người. Chưa. Ôi trời ơi. Lên. Ôi. Quả này quá được. Nó khó. Em nhai đồng anh. Một con thì lấp của con thì sát băng. Em nhai đồng anh. Quả thắng một ván rồi à? 4 đều. Không ý là toàn mới là một ván à? Ván này thắng mới là 2-2 à? Thắng mỗi tiệm thì thắng hàng nữa. Ôi toàn thắng rồi. Ủa, quá đẹp, quyết 15 thì trượt đi đâu được con này? Khó lắm. Nhưng hôm nay chèo. Mẹ, đi ra đồng hành một khám. Chó thật. Không dấu ý thì sao? Có quyết đây vào 15 rồi. Dù dương 15 và cửa đỗ thẳng các mùi vốn. Thật, quảng tráo gì, con này khó quá. Cố gặp. Ui giời. Quá hay! Hay không? Che! Che gì ở đây? Rồi em, 8 cái đường rồi. Không phải hai bạn là hai bạn. Cái bạn kia tôi cho đôi dẫn tới tâm lý. Ok nhá. Tập niên à? Toàn nó phải chết 15 bắn, nó chọn con 14 này thì chẳng cắp cái nó tít nhỉ. Đôi! Nhà vô địch của chúng ta rồi.